Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tôi tin kính một Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau, bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này vào trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này vào trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Phép lần hạt năm sự sáng. Thứ nhất thì ngắm. Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gioan-đăng. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa. Tin mừng theo Thánh Matthew. Đức Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan. Hồi ấy, ông Gioan tẩy giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Gioan-đăng, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giêsu trả lời: Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này vào trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này vào trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này vào trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này vào trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này vào trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa quả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa, tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Chính tay Ngài đã dựng nên con, thân trí Ngài làm cho con sống, tình yêu Ngài ngày đêm ấp ủ, lời Ngài dẫn dắt con trên đường. Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa, tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Các phép lạ làm chứng Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến loan báo tin mừng. Ông Gioan Tẩy Giả lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Đức Giêsu trả lời: "Các anh cứ về thuật lại trong Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Vậy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trì đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa quả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Gầm gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gầm gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gầm gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gầm gỡ Đức Kitô nay sinh tình đề huynh. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau càng khô, tình yêu không Kitô ôi tình yêu sao càng cối, vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền hoang đảo với đại dương. Cuộc sống kiếp lữ khách lộ trình xa ôi thật xa, đường nguy nan phong ba đương đầu sức hơi kiệt ngã, kìa bốn Chúa hiện đến nhà tay nâng con lên, ủi an như mẹ hiền chính Ngài Chúa bình yên. Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu rao giảng nước trời và kêu gọi sám hối, ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận tin mừng. Tin mừng theo Thánh Matthew, Đức Giêsu kêu gọi dân chúng hối cải để vào nước trời. Đức Giêsu bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilee thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali.
để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: Này đất Giơ-bu-lun và đất Nắp-ta-li, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giô-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lá hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sao quả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, mang tin mừng ra hy thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu, mang tin mừng an ủi, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thứ tư thì ngắm, Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đức Giêsu biến hình sáng chói để cho thấy trước vinh quang của phục sinh. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cu-bê và Gioan là em ông Gia-cu-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với người. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thề dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Xin danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sao quả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con biết cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thương thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chắc ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,
lời ngài hạnh phúc cho chúng ai, xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong cuộc sống, xin cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm những chứng tin yêu, cho môi con thắm nét cười lời ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không xa xôi. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi, cho con khi đã lắng nghe lời ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt đi. Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly, ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu thánh thể. Tin mừng theo Thánh Matthew, Đức Giêsu lập bí tích thánh thể. Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy." Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy." Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn
ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lá mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sao quả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Đây lòng Chúa ai tuôn không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ, đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. Con xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiếng lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình. Trong hình bóng Chúa nao thân khó hèn, con dù không thấy luôn vững niềm tin, đây chính máu thịt con Đức Chúa Trời là vua trên hết các vua trần ai. Lạy nữ vương mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống được vui được cậy thân lạy mẹ ha. Chúng con cháu e vợ ở trong khắp và yêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Ơi ôi bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến xa khỏi rồi, xin cho chúng con được thay Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi hoàng thay nhân thay diệu thay Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con, nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con, nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con. Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời, vầng trăng lung linh trời đêm so với mẹ còn kém xa. Con thành tâm kính mừng mẹ, mừng mẹ đầy ơn phúc, lòng khiết trinh như hồi thắm sinh muôn đời hiến vinh. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.